này của mình thì chưa làm bao giờ, nhưng mà phần đầu thì lông mày thì có, nhưng mà phần đuôi thì không có. Trong quá trình làm thì mình cũng không có cảm giác là bị đau hay rát gì cả. Còn mình đang rất là lòng được với kết quả này. Và mình cảm ơn đến chị Yến đã làm cho mình bộ lông mày rất là ưng ý.